Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán giả, quý tín hữu đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, đánh dấu 10 năm sinh nhật của Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt tại vùng Washington DC này, thì hôm nay hiện diện trong phòng thu hình có Đại tá Mimi Phan và Thiếu tá Trần Tín. Dạ, yeah, Mimi Kinh xin kính chào chú và khán thính giả của đài truyền hình SBTN Hoa Thành Đốn và Phù Cận. Dạ, cháu xin chào chú và các quý khán giả của đài SBTN Washington. Và câu hỏi đầu tiên thì xin dành cho vị chủ tịch, tức là đại tá Mimi Phạm. Sau 4 năm làm chỉ huy phó và 2 năm làm chỉ huy trưởng, tức là hạm trưởng, thì Mimi có thể nói cho cái chủ đích, cái gala vào ngày 15 tháng 9 này như thế nào không? Dạ vâng, thì 10 năm là cũng một cái đoạn đường dài, mà cũng không dài lắm mà cũng không ngắn. Trong 10 năm đó thì mình trải qua những cái thăng trầm, nhưng mà 10 năm sau này đó, mình nhìn về phía trước mình cần phải làm gì. Thì cái chủ đề năm nay á, là khuyến khích những thế hệ sau để mà trở thành những nhà lãnh đạo tương lai. Thì cái gala này nói mục đích là khuyến khích các anh chị em về gặp mặt với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm trên cái trong cái đời bên ngũ của mình cùng với các thính giả và cộng đồng người Việt ở vùng Hoa Thành Đốn. Thì như vậy đó, sau 4 năm làm phó và 2 năm làm trưởng, thì những cái khó khăn và cái thuận lợi nào đến với Mimi trong cái đêm gala 15 tháng 9 này? Dạ. Yeah. Cái thuận lợi là có rất nhiều anh chị em từ xa về, vì đây là cái cơ hội, giống như Mimi nói, là 10 năm là một cái dấu mốc. Dạ vâng, nó giúp các anh chị em nghĩ lên những cái ý kiến có thể mà mình đưa tới cho những thế hệ trước. Ví dụ như mission, cái vision của cái hội á, là mình làm cách nào để mình thúc đẩy các em, ví dụ như mình giúp đỡ họ qua những cái chương trình mentoring, hay là mình giúp đỡ những các anh chị em mà đi xa về có những cái vấn đề cần phải nói chuyện. Còn một cái nữa là mình cũng muốn góp lại một chút gì đó cho cộng đồng, thì năm nay mình tạo ra cái mình thưởng 10 phần thưởng cho các sinh viên Việt Nam, người Mỹ gốc Việt đang học những cái trường đại học. Thì khó khăn như thế nào? Khó khăn là vì các anh chị em cứ mỗi 2-3 năm cứ phải dọn đi. Di chuyển, dạ. Cho nên mình không có cái full time staff để mà giúp mình chạy công việc mỗi ngày. Những các anh chị em tới với hội là làm riêng cái thời gian của mình sau một ngày dài của làm việc. Dạ vâng. Rồi bây giờ một câu hỏi đến Thiếu tá Tín, thì có một câu hỏi thế này là Tín đã sinh hoạt cái Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt từ năm 2009, là bây giờ theo ý Tín như thế nào để phát triển cái Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt nó mạnh hơn? Và cái đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai là nghĩ gì nếu ở Việt Nam mà con ta có những đứa trẻ sang đây thì mình có giúp đỡ hay không? Đó là câu hỏi thứ hai tôi hỏi Tín. Dạ, khi cho chúng cháu nghĩ lại từ lúc mà từ lập hội 2008 cho tới bây giờ thì mình làm 10 năm, tới 2009 là lúc cháu có cơ hội để cho gia nhập vào hội. Thì trong cái năm 2009 đó thì chúng cháu mới bắt đầu ra làm rất là nhỏ, mới mấy anh em đi tổ chức mấy cái tổ chức care package, mình gửi những món quà cho các chiến sĩ ở ngoài chiến trường, lập ra cái scholarship cho những anh hùng tử sĩ, phát quà cho các trẻ em qua những tổ chức health fair, đi tới những nhà nursing home như vậy. Thì chúng cháu đi qua cái thời gian đó, chúng cháu muốn tiếp tục to expand cái đó, là tại vì nó theo ba cái pillars của cái hội của chúng cháu là recognize the past, promote the future và build community. Khi cái giống như chị Mimi chị nói là cái mission và cái vision của hội của mình á, là mình phải be able to
phục vụ trong cộng đồng, xây dựng cộng đồng và giúp đỡ anh em ở trong hội và trong quân, những anh em cần quân nhân ở trong và các gia đình của họ. Thì cái đó là cái ước mộng của chúng cháu trong hội. Năm nay là cái kỷ niệm 10 năm, là cái kỷ niệm cơ hội để cho chúng cháu có thể đưa các anh em về túm họp với nhau. Một là để có sự vui vẻ, có celebration với nhau. Hai nữa là năm nay là năm đầu tiên chúng cháu tổ chức 3 ngày event. Ngày thứ 6, ngày 14 thì chúng cháu làm một cái professional development. Cái đó là các anh em về sẽ có một cơ hội để cho giống như là seminar, có mấy cái talk, thì chúng cháu xin mời các phụ huynh hay các quý khán giả nào đang ở trong Washington DC area tới interact với chúng cháu và ngồi do some cái mấy cái information session như vậy về VA benefits, financial literacy, với có cái leadership forum. Mình sẽ các hai chuẩn tướng Bill Seeley và anh Lập Thế sẽ tới và cũng có các leadership nữa. Cái ở trong đó mình sẽ có thể cái Women Leadership Forum. Rồi thứ 7 thì chúng cháu tổ chức cái fun run buổi sáng cho rồi có cái picnic với cộng đồng, rồi buổi chiều thì chúng cháu tổ chức cái gala. Rồi chủ nhật thì chúng cháu sẽ tổ chức cái ngày để tưởng niệm các anh hùng tử sĩ. Thì mình sẽ ra Arlington National Cemetery, đại tá Mimi Fan sẽ at the Tomb of Unknown Soldier, mình sẽ đặt một cái wreath ở đó rồi sẽ đi gặp, sẽ đi qua cái gravesite. Thì những cái hành động, những cái event như vậy là nó center around ba cái đó là recognize the past, recognize the present, honor the present và build the community trong như vậy. Yeah, cảm ơn Tín thì cũng là người đã tham dự nhiều, nhưng mà cái gì mà 10 năm, 20 năm thì nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Những cái event mà xảy ra như vậy. Thì bây giờ đó thì với tư cách là Chủ tịch Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt, thì tôi nghĩ rằng Mimi Phạm phải có đôi lời với cộng đồng trong này, cũng như là thứ nhất là mời và thứ hai là cảm ơn cộng đồng đã tham dự rất nhiều cái kỳ Mimi Phạm. Thì bây giờ Mimi Phạm có đôi lời với lại... Dạ. Nghĩa là các bậc trưởng thượng. Dạ vâng. Thì cũng như Mimi có trình bày lúc trước với các cô chú bác trong vùng, Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt có thể gọi là cái nhịp cầu nối tiếp của các cô chú bác đi trước. Tụi cháu nhìn các cô chú bác như là một cái tấm gương để mà chúng cháu soi đi, để mà tiếp tục tiếp nối cái đường binh nghiệp của mình. Những kinh nghiệm các cô chú bác có thể cho chúng cháu là đến những đêm đó mình chia sẻ với nhau, dạy bảo cho nhau. Ngoài đó ra thì nếu mà các con em sau này muốn vô về cái đường binh nghiệp, nối gót theo thế hệ của chúng cháu, thì chúng cháu ở đó để đưa đường đi cho các em. Cái thứ nhất là tôi không đồng ý với lại vị chủ tịch, tức là không có dạy bảo cái đêm gala đến đó để chúng ta tâm sự, rút kinh nghiệm. Chứ chúng tôi thú thực là cái kinh nghiệm về quân đội Mỹ thì chúng tôi không có. Yeah. Đấy, mà quân đội Việt Nam thì chúng tôi có, nhưng mà nó lạc hậu rồi. Yeah. Thành thử ra cái đêm đó để hai thế hệ mình tâm sự với nhau. Thì thay mặt cho chương trình đặc phỏng vấn đặc biệt này, xin cảm ơn đại tá Mimi Phạm và thiếu tá Tín Trần đã hiện diện trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Yeah. Mimi cảm ơn chú và cảm ơn khán thính giả. Yeah, cảm ơn chú và cảm ơn quý khán giả. Vâng, xin quý vị vừa theo dõi chương trình phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi với đại tá Mimi Phạm và thiếu tá Tín Trần. Xin thành thật cảm ơn quý vị.